Em cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Sâm rất nhiều. Thưa quý vị, ngày trước 1975, lúc đó vẫn còn cấp sách đến trường trung học mà năm 60 năm sau lại được ngồi đây nghe các quý vị giáo sư nói về trường tiểu học, trung học và đại học, cảm thấy thích thú vô cùng, thưa quý vị. Thích thú và rất là hạnh phúc. Dạ. Một lần nữa em chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Sâm. Dạ, tiếp theo đây trong những cái phần còn lại thì chúng ta có tinh thần tự trị đại học và Đại học Luật Khoa Sài Gòn, cũng như Đại học Tư thục Quan Trọng, Đại học Vạn Hạnh, giáo sư Đoàn Viết Hòa. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Trần Huy Bích. Em cũng xin phép là chúng ta sẽ được trình bày về trường Đại học Vạn Hạnh trước, một trường tư thục quan trọng. Và sau đó là chắc là thầy Trần Huy Bích sẽ trở lại với tổ chức đại cương cũng như là cái phần bài đọc của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Thưa quý vị, giáo sư Đoàn Viết Hoạt sinh năm 1942. Dạ, giáo sư còn quá trẻ. Giáo sư sinh năm 1942 tại Hà Đông, di cư vào Nam năm 1954, tốt nghiệp Ban Anh Văn, Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1965. Tiến sĩ giáo dục tại Florida State University năm 1971. Phụ tá viện trưởng và giảng dạy tại Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn 1971 đến 1975. Bị nhà cầm quyền cộng sản giam giữ 20 năm từ 1976 đến 1988 và từ 1990 đến 1998. Sau khi ra khỏi nước năm 1998, được Catholic University of America, Washington DC mời nghiên cứu về dân chủ và nhân quyền. Được Amnesty International công nhận là tù nhân lương tâm 1982. Hội viên danh dự các hội văn bút Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Thụy Sĩ, Ba Lan. Được nhiều giải thưởng quốc tế về những cố gắng tranh đấu cho tự do và nhân quyền. Thưa quý vị, Kim Ngân trân trọng giới thiệu đến quý vị giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Toàn thể quý vị, hôm nay rất là hân hạnh được nói chuyện với quý vị. Chúng tôi đã sang Hoa Kỳ cũng thời gian rồi, cũng có đi nhiều nơi để nói chuyện. Nhưng mà hôm nay thì rất là hân hạnh là được trình bày với quý vị về những gì chúng tôi biết. Trước hết là về Vạn Hạnh, sau đó là về Đại học Việt Nam nói chung. Về Đại học Vạn Hạnh thì như tất cả quý vị đã biết, được thành lập lúc mà còn ở trong chùa, tức là chưa có cái cơ sở đại học ở Trương Minh Giảng, thì đã có cái cao đẳng, lúc đó gọi là cao đẳng, chưa phải là đại học. Sau đó thì có được cái cơ sở đường Trương Minh Giảng thì Viện Đại học Vạn Hạnh bắt đầu hoạt động chính thức như là một viện đại học. Được cá nhân tôi sau đó được có cái học bổng của Văn hóa Châu đi học ở Mỹ
học chuyên về quản trị đại học, để trở về giúp cho Hòa Thượng Thích Minh Châu lúc đó phát triển nó thành một cái viện đại học, theo đúng nghĩa là một viện đại học. Còn trước đó thì nó chỉ là một cái trường là cao đẳng Phật học thôi, chưa phải là một cái viện đại học. Thì khi mà rời về Trương Minh Giảng thì nó trở thành một cái viện đại học, và trở thành cái viện đại học đầu tiên của Phật giáo, và cũng là viện đại học tư thục đầu tiên sau cái viện đại học Đà Lạt. Thì chúng tôi là những cái người đầu tiên phát triển nó trở thành một cái viện đại học, thoát ra khỏi cái trường hợp là một cái trường trung học nối dài. Thì sau đó thì nó là một cái viện đại học và phát triển rất là tốt. Và chúng tôi đã cố gắng để tạo ra được một cái trường đại học tư thục không những cho Phật giáo mà nói chung là cho nền đại học Việt Nam lúc đó. Thì Vạn Ánh sau đó, như quý vị đã biết, đã trở thành một cái viện đại học lớn. Và sau đó thì chúng tôi có được cái cơ sở Trương Minh Giảng. Thì lúc đó đại học nó mới phát triển, mà nhất là về tư thục thì sau Đà Lạt, sau đó là Đà Lạt Vạn Ánh, rồi sau đó có thêm những cái trường đại học tư thục của các tôn giáo khác. Từ từ là nền đại học tư thục nó phát triển mạnh, thì Vạn Ánh cũng đóng góp rất là lớn vào việc tạo ra một cái cơ sở đại học cho sinh viên, cho học sinh sinh viên lúc đó. Thì như quý vị cũng đã biết đó, thì Vạn Ánh sau đó có cái cơ sở Trương Minh Giảng và đã phát triển khá là lớn, khá là mạnh sau Đà Lạt. Sau này thì có thêm một số những cái trường đại học tư thục khác của các tôn giáo khác nữa. Thì nếu mà nói thêm một chút xíu nữa về Vạn Ánh, thì Vạn Ánh có phát triển rất nhiều ngành học mới, và tiếp với Đà Lạt là ở Sài Gòn thì Vạn Ánh trở thành một cái trường đại học tư thục phát triển rất là mạnh, lớn, cung cấp một cái cơ sở giáo dục đại học cho học sinh lúc đó là càng ngày càng đông, và cái số người cần vào đại học càng ngày càng nhiều. Thì Vạn Ánh cũng đã giúp cho cung cấp được cái cơ sở đó cho học sinh. Riêng cá nhân chúng tôi thì sau đó chúng tôi có được cái học bổng của Văn Hóa Châu đi học, và chúng tôi được học chuyên về cái ngành quản trị đại học. Sau đó trở về Vạn Ánh giúp cho Hòa Thượng Thích Minh Châu phát triển Vạn Ánh trở thành một cái trường đại học tư thục lớn, thứ nhì sau Đà Lạt. Và sau đó thì ở Sài Gòn có thêm một số trường đại học tư thục khác nữa. Thì trong cái thời gian làm việc ở Vạn Ánh thì chúng tôi cũng có cố gắng để mà mở rộng cái Vạn Ánh ra cho đáp ứng cái nhu cầu của học sinh đại học lúc đó, mở thêm nhiều ngành học, nhiều phân khoa, và cuối cùng là có được cái cơ sở đại học lớn tại Trương Minh Giảng. Nó là một cơ sở lớn thứ nhì sau Đà Lạt. Sau đó thì có thêm một số những cơ sở đại học tư thục khác. Thì cá nhân chúng tôi đó, thì cái kinh nghiệm làm việc ở Vạn Ánh đó, cho ông tôi thấy rằng là Phật giáo đó là một cái tôn giáo
có một cái đóng góp rất là lớn vào cái việc phát triển nền giáo dục đại học sau Đà Lạt, sau Công giáo. Và Vạn Hạnh là một cái cơ sở đóng góp rất là lớn vào cái việc cung cấp cái nền giáo dục đại học. Lúc đó đại học công nó chật hẹp quá, không đủ chỗ, và sinh viên thì càng ngày càng đông, cho nên là Vạn Hạnh đã phát triển được và đã mua được những cơ sở ở tại trường Trương Giảng. Và chúng tôi đã là những người đầu tiên giúp cho phát triển cái Vạn Hạnh để nó đáp ứng cái nhu cầu lúc đó. Thì chúng tôi có một cái kinh nghiệm như thế này để chia sẻ với quý vị, là cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đó, thì cái đại học công nó không phải là yếu, nhưng mà nó hẹp quá, không đủ chỗ, cho nên là nó cần có cái đại học tư. Mà đại học tư lúc đó là Đà Lạt thì ở trên xa quá, mà Sài Gòn lúc đó thì chưa có bao nhiêu, chưa có, cho nên là Vạn Hạnh nó trở thành một cái cơ sở đại học tư rất là cần thiết lúc đó, và nó đáp ứng cái nhu cầu lúc đó. Thì chúng tôi được cái học bổng của Asia Foundation đi học ở Mỹ, chuyên về quản trị đại học, về tổ chức của quản trị đại học. Thì chúng tôi đã sử dụng những cái hiểu biết của mình về phát triển Vạn Hạnh lúc đó, đáp ứng cái nhu cầu cần thiết cho một cái nền giáo dục đại học lúc đó. Thì chúng tôi có một cái kinh nghiệm như thế này, là học sinh của chúng ta đó, lúc đó đông lắm và càng ngày càng đông, mà không có chỗ học, không có đại học công thì không đủ chỗ, cho nên khi mà họ vào Vạn Hạnh thì cái khó khăn của chúng tôi lúc đó điều hành Vạn Hạnh, và cái kinh nghiệm của chúng tôi cho từ lúc đó là mình làm sao điều hành được một cái cơ sở đại học mới mở, không có tài chính nhiều, mà là dưới cái gọi là cái quản trị của giáo hội, tức là của một cơ sở của Phật giáo, của cơ sở tôn giáo, thì làm thế nào để mà độc lập được? Bởi vì đại học thì phải độc lập, mà dưới cơ sở tôn giáo thì lúc đó là Phật giáo thì có cái khuynh hướng là chi phối các trường học, lúc đó là trường trung học nhiều, thì muốn chi phối Vạn Hạnh, giáo hội muốn chi phối, muốn điều hành, muốn có quyền quyết định rất nhiều. Thì lúc mà tôi vào làm ở đó, thì đấy là một cái khó khăn nhất trong cái việc điều hành Vạn Hạnh. Và tôi với thầy Minh Châu, rất may là thầy Minh Châu lúc đó rất đồng ý với tôi là phải biến cái Vạn Hạnh thành một cái trường đại học thật sự, chứ không phải là một cái trường của giáo hội, tức là một trường trung học nối dài thôi. Giáo hội thì muốn điều hành, muốn điều khiển các vị ở giáo hội. Thầy nghĩ chúng tôi có rất nhiều khó khăn lúc đầu, kể cả thầy Thích Minh Châu là vị rất có uy tín trong giáo hội, cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà do cái sự ủng hộ của tôi và của nhiều vị ở Vạn Hạnh lúc đó, thì chúng tôi đã giữ được cho Vạn Hạnh đi đúng là một cái trường đại học. Và quý vị ở ngoài thì không thấy được cái khó khăn của chúng tôi lúc đó, bởi vì nó là một cái trường của giáo hội, mà giáo hội lúc đó thì muốn cầm nắm Vạn Hạnh, cho nên là thầy Thích Minh Châu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà nhờ thầy Thích Minh Châu là một người có uy tín trong giáo hội, và với cái sự ủng hộ của chúng tôi và một số vị khác, thì ông đã giữ được Vạn Hạnh
và chúng tôi đã chuyển nó thành ra một cái trường đại học thật sự. Và hôm nay muốn chia sẻ với quý vị là lúc đầu rất là khó khăn, chứ không phải là dễ dàng để mà giữ vận hành như là một cái trường đại học. Với cái sự cố gắng của giáo hội là muốn chi phối nó, muốn cầm nắm ảnh hưởng nó, thì chúng tôi giữ được nó làm trường đại học, và sau đó thì nó trở thành một trường đại học tương đối có uy tín. Là cũng nhờ thầy Thích Minh Châu cũng quyết tâm là muốn nó thành một trường đại học, chứ không phải chỉ là một cái trường trung học nối dài dưới cái sự chi phối của xã hội. Thì hôm nay muốn chia sẻ với quý vị cái đó, thì quý vị không thấy cái đó, nhưng mà lúc đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, và sau này thì nó trở thành cái trường đại học có uy tín rồi đó, thì lúc đó thì nó dễ rồi. Nhưng mà lúc đầu thì không phải là dễ dàng như vậy. Chúng tôi cũng đã khó khăn thứ hai là để mà có thể trở làm cho Vạn Hạnh trở thành cái trường đại học được thì phải có đầy đủ các vị giáo sư, mà lúc đó thì không phải là dễ để có những cái giáo sư vào dạy ở đó được, bởi vì phần lớn là để tuyển lựa được giáo sư thì phải có tài chính, mà lúc đó thì tài chính không có nhiều, thành ra rất ít vị họ muốn dạy. Thành ra lúc đó cũng là có một số vị rất là khó, có thiện chí đã vô, dù là lương bổng không có nhiều. Đó. Thì đây là những cái điều mà nhân dịp này chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị để cho thấy cái khó khăn lúc đầu. Thì giữ nó là một trường đại học thì cần phải cẩn thận, cần phải giữ nó độc lập lại đó. Thành ra đấy là cái điều mà nhân cái dịp này chúng tôi muốn chia sẻ lại với quý vị những cái khó khăn lúc đầu đó. Vâng. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị.